Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Alo, xin chào. Có lẽ là chẳng có đơn vị nào hiện tại thời điểm này thì lại ngồi đây trực tiếp và trao đổi với quý anh chị và các bạn thực tình như quý anh chị và các bạn đang được lắng nghe Tự Doanh Chứng Khoán nói. Thưa với quý anh chị và các bạn, hiện nay tôi đang ở phía Bắc, trời tiết đang khá là lạnh. Đó cũng là lý do mà tôi mặc quần áo khá là ấm, thông cảm là hơi lộn xộn một chút, xin anh chị thông cảm. Kính thưa quý anh chị và các bạn, thì hiện tại tại thời điểm hiện tại vào lúc 9 giờ 52 phút ngày 6 tháng 2 năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam đang mất khoảng 65 điểm, tương đương với 6,26%. Tại ngay thời điểm hiện tại thì thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng đang mất 1.153 điểm, tương đương 5,08%. Tối ngày hôm qua thị trường chứng khoán Mỹ đang mất 1.175 điểm, tức 4,6%. Kính thưa quý anh chị và các bạn, thì lời đầu tiên thì chúng tôi nhóm Tự Doanh Chứng Khoán xin được gửi lời chào tới quý anh chị và các bạn sau một cái chuỗi ngày mà chúng tôi đã không dừng trong cái câu chuyện trực tiếp. Thì buổi ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắn nhủ với những anh chị em hiện tại đang cùng làm nghề, đang là những người làm công tác tư vấn, công tác chia sẻ và những cái công tác khác liên quan đến phân tích tài chính, phân tích doanh nghiệp hoặc là phân tích TA dòng tiền. Thì thưa với quý anh chị và các bạn, nếu chúng ta là những người làm nghề thì đừng quên gọi điện cho quý khách hàng để động viên tinh thần của quý anh chị và các bạn đang là tham gia trên thị trường chứng khoán. Chúng ta đừng quên câu chuyện đấy, bởi lẽ nếu như tài khoản cá nhân của quý anh chị và các bạn nếu có vấn đề hoặc gặp những cái trục trặc thì thời điểm hiện tại ngay bây giờ đây thì cái sự và những cuộc điện thoại, cái lời động viên, gọi là những cái chia sẻ ở góc độ là mang tính chất gọi là ngoài vấn đề phân tích nhận định cũng là cái điều rất quan trọng đối với tất cả các anh chị em đang tham gia và đồng hành cùng với chúng ta. Họ chính là những người mà đã đang và cùng gọi là xây nên những cái thành quả mà quý anh chị và các bạn hiện tại đang đạt được, cũng như lương bổng của quý anh chị và các bạn hàng ngày đã được hưởng cũng từ các anh chị và các bạn đang đồng hành cùng với các bạn đang làm nghề. Điều đó thì quý anh chị và các bạn, những người đang làm nghề, hãy vui vẻ lên, hãy phấn chấn lên để bốc máy lên gọi điện và động viên quý anh chị và các bạn mà đang là khách hàng của mình, để những người đang là khách hàng của mình ấm lòng hơn cũng như là tự tin và vững tin hơn trong cái câu chuyện. Thì ở mỗi một tài khoản khác nhau, ở mỗi một cái gọi là cái dòng tiền của mỗi khách hàng, mỗi cá nhân của quý anh chị và các bạn nó sẽ tương xứng và khác nhau. Do đó thì chỉ chính các anh chị và các bạn cũng như những người làm nghề, những người phụ trách tài khoản hiểu được hơn ai hết, và hãy chia sẻ động viên họ để họ bớt đi cái sự căng thẳng trong cái giai đoạn mà thị trường đang khó khăn như thế này. Thì đã trải qua trăm mối gọi là trăm các cái cuộc bể dâu như thế này rồi, thì chúng ta là những người mà là broker hay là những nhà phân tích thì hiểu hơn ai hết tất cả những cái khó khăn của thị trường, hiểu hơn ai hết tất cả những cái gọi là khi mà thị trường có những cái biến động bất thường như thế này. Vì vậy chúng ta cần phải là những người vững vàng hơn, cần phải là những người thầy thuốc, cần phải là những người gọi là tư vấn có bản lĩnh để trao đổi và chia sẻ với cộng đồng nhiều hơn. Và đặc biệt tôi cũng xin được lưu ý với quý anh chị và các bạn đang làm cùng với cái nghề, cùng với cái lĩnh vực tư vấn tài chính này, thì thưa với quý anh chị và các bạn là hãy nói lời xin lỗi hoặc hãy nói lời không biết nếu thực sự chính anh chị và các bạn cũng đang gặp những cái bối rối như tôi cũng như là nhóm Tự Doanh Chứng Khoán ngay thời điểm hiện tại bây giờ. Đừng cố tỏ ra nguy hiểm hoặc là đừng cố làm theo, cố gắng là gọi là đâm theo những cái suy nghĩ hoặc những cái suy diễn của mình, bởi lẽ cái tâm của người làm nghề là chúng ta không được phép đem cái tư duy cá nhân, hành vi cá nhân của mình vào thị trường trong những cái thời điểm gọi là khốc liệt như thế này. Hãy tỏ ra bối rối, hãy tỏ ra là mình cũng có phần nào đấy cực kỳ bối rối, phần hãy tỏ ra rằng là mình cũng rất là khó xử trong những trường hợp như thế này.
Thì điều đó sẽ là cái động lực để thúc đẩy, để động viên, để giữ những người, những khách hàng đã đồng hành cùng với chúng ta trong khoảng thời gian dài, dài, dài và rất dài trong thời gian qua. Đó là điều mà chúng tôi muốn được trực tiếp tại thời điểm này để chia sẻ với những anh em cùng nghề, cùng ngành. Điều thứ hai, xin thưa với quý anh chị và các bạn là rất nhiều quý anh chị và các bạn hiện tại đây đang rất là gặp nhiều cái bối rối theo cái hướng là không biết xử lý tình huống nó như thế nào. Không biết xử lý tình huống như thế nào. Thì thưa với quý anh chị và các bạn, chúng tôi cũng không khác gì quý anh chị và các bạn. Chúng tôi cũng đã trải qua gọi là rất nhiều, những nào là Biển Đông, nào là Brexit, rồi nào là bắt bớ, rồi những cuộc gọi là tăng giảm kinh khủng. Nhưng mà ngày hôm nay thì có lẽ phải khẳng định với quý anh chị và các bạn rằng là trong cuộc đời đầu tư chứng khoán của tôi thì chưa có thấy lần nào mà số điểm giảm nhiều như lần này. Số điểm giảm ngày hôm nay tại lúc này đây là số điểm giảm nhiều nhất từ trước tới nay. Số điểm giảm. Còn phần trăm giảm điểm thì thưa với quý anh chị và các bạn, một vài lần trước thì phần trăm giảm điểm nhiều hơn. Nhưng mà thưa với quý anh chị và các bạn là lúc này đây thì đồng cảm với quý anh chị và các bạn là giảm quá mạnh, thưa quý anh chị và các bạn. Mạnh hơn những gì chúng tôi dự báo, mạnh hơn những gì chúng tôi tiên lượng, và nó còn mạnh hơn cả tất cả những cái gì mà trong cái quan điểm, những cái tư duy của những người tiêu cực nhất trên thị trường này. Đó là nhóm chúng tôi. Chúng tôi cực kỳ quan ngại trên cái tình hình thị trường, nhưng chúng tôi cũng không nghĩ rằng là thị trường lại giảm sâu và mạnh như thế. Và chúng tôi cũng thưa với quý anh chị và các bạn là nhận với quý anh chị và các bạn một cái lời bối rối là chúng tôi cũng không biết nó như thế nào cả. Không biết luôn. Đến thời điểm bây giờ, nếu ai hỏi chúng tôi là nên làm thế nào thì thưa với quý anh chị và các bạn là chúng tôi không biết. Chúng tôi không biết. Lý do tại sao chúng tôi không biết? Nếu như các lần trước là bắt bớ, hay là một cái sự kiện, hay là một cái tin đồn, thì thưa với quý anh chị và các bạn thì chúng tôi sẽ có thể là trực tiếp như thế này để nói với quý anh chị và các bạn rằng là múc, hay là nhanh tay, vận may sẽ đến, tích cực quay tay, vận may sẽ đến. Nhưng thưa với quý anh chị và các bạn, lần này chúng tôi chưa có kinh nghiệm trong cái thương vụ này. Tại sao chúng tôi nói chúng tôi chưa có kinh nghiệm? Năm 2007, thưa với quý anh chị và các bạn, năm 2007, đó là thời điểm mà kinh tế toàn cầu khủng hoảng. Thì thời điểm đó có sự đồng pha của chứng khoán Mỹ, chứng khoán Nhật và chứng khoán trên toàn cầu. Thời điểm đó là thời điểm mà có câu chuyện là cũng đồng pha như bây giờ. Thì lúc đó chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Tại thời điểm đó thì chúng tôi cũng chỉ mới là những thành viên mới tham gia thị trường. Chúng tôi cũng không được chứng kiến nhiều những cái buổi giảm điểm mạnh mẽ như thế này. Cũng không được chứng kiến những cảnh gọi là thị trường đẫm máu như thế này. Nên chúng tôi cũng chỉ mới gọi là những gọi là tay mơ, những tay gà. Nên chúng tôi không có nhiều cái lịch sử, cũng như là không có nhiều những cái gọi là những cái chia sẻ, ghi chép lại cái tình hình thực tế tại thời điểm đó. Đó cũng chính là cái lý do mà chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm trong cái thực tế. Và tại thời điểm hiện nay chúng tôi cực kỳ bối rối luôn, còn bối rối hơn quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là những người làm nghề, những người phân tích, nhưng chúng tôi không biết như nên nói với quý anh chị và các bạn như nào để quý anh chị và các bạn cảm thấy an lòng trong cái câu chuyện mua bán hoặc là giao dịch. Chúng tôi chỉ có thể nói với quý anh chị và các bạn là rằng là hãy bình tĩnh, hãy vững tin vào những gì mình đang làm. Và thưa với quý anh chị và các bạn, thực tế cho thấy thị trường quá khốc liệt. Chính cái sự khốc liệt đó nó làm nên những cái gọi là cái sự hưng phấn của thị trường, cũng như sự bi quan cùng cực của thị trường. Điều đó làm cho chúng ta sẽ cần phải nhớ lại, cần phải lưu lại những thời điểm như thế này để sau này chúng ta có kinh nghiệm hơn trong cái câu chuyện giao dịch trên thị trường. Và chúng tôi cũng xin nhắc với quý anh chị và các bạn rằng chúng tôi cũng nói rồi, cũng đã nhắc rồi, đã đưa ra những nhận định trước đây của chúng tôi cũng đã là những nhận định khá là sớm, thực sự là rất sớm, và chúng tôi cũng rất bối rối khi thưa báo với quý anh chị và các bạn rằng là chúng tôi cũng rất tiếc khi không được ăn hết được cái bữa tiệc của cái lễ hội chiến thắng trên thị trường. Và chúng tôi dừng lại ở 1070 điểm. Nhưng cái lễ hội, cái buổi tiệc chiến thắng đó nó đã gọi là diễn ra ngoài cái dự liệu, nó thâu đêm suốt sáng và nó đã lên đến tận gần cái mốc 1140 điểm, tức là nhiều hơn cái mức mà chúng tôi dự liệu, lên tới 100 điểm. Đó là mức điểm cũng khá là lớn. Và điều đó thì làm cho từ cái ngày hôm đó thì chúng tôi gần như là mất phương hướng.
Và chúng tôi có lên trên các video cũng như trên cộng đồng nói với quý anh chị và các bạn là nhóm chúng tôi gần như là mất phương hướng. Và đến ngày hôm nay thì chúng tôi lại còn mất phương hướng hơn, bối rối hơn và thực sự là không biết nói thế nào cả. Bởi lẽ nó lên quá nhanh và nó xuống cũng quá nhanh. Cái nhanh của thị trường làm chúng tôi không biết và không có kinh nghiệm trong cái câu chuyện đưa ra tư vấn. Nên xin là quý anh chị và các bạn nếu có gọi điện hỏi chúng tôi thì chúng tôi đang trực tiếp đây để nói với quý anh chị và các bạn rằng chúng tôi mất phương hướng. Chúng tôi mất phương hướng thì cũng đồng nghĩa với quý anh chị và các bạn mất phương hướng. Nhưng thưa với quý anh chị và các bạn, chỉ trừ khi trời nó sập xuống thôi. Còn lại thì thị trường chứng khoán của Mỹ, của Âu, của Nhật, của Hàn và rất nhiều các thị trường chứng khoán khác trên toàn cầu sẽ vẫn mãi mãi tồn tại. Và yên tâm đi, có lẽ là quý anh chị và các bạn sẽ thấy nó vẫn tồn tại một cách trường tồn theo thời gian hàng trăm năm, hàng nghìn năm sau nữa. Nên quý anh chị và các bạn có thể xem rằng nếu như quý anh chị và các bạn đã đưa cái trạng thái tài khoản về cái trạng thái an toàn, không bị các công ty chứng khoán gọi khuôn mặt zin, hay là không bị các cái tổ chức họ đem quý anh chị ra là mà thịt tại thời điểm mà bị cái chuyện là gọi mặt zin, thì quý anh chị và các bạn cứ yên tâm, hãy bình tĩnh và suy xét, đừng có quá hoang mang, cũng đừng quá gọi là bi quan, cũng đừng quá gọi tự tin để đưa vào những cái lệnh mà không theo cái kế hoạch trước đó mà quý anh chị và các bạn đã tính toán. Chúng tôi chỉ có thể nói như vậy đối với quý anh chị và các bạn. Mong rằng những thông tin chia sẻ của chúng tôi giúp ích rất 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 nhiều cho quý anh chị và các bạn trong việc vững tin hơn trong những cái quyết định đầu tư của mình. Hãy tính toán kỹ lưỡng tỷ lệ margin của quý anh chị và các bạn. Đừng quá tự tin để dẫn đến những câu chuyện ngoài mong muốn. Đó là điều chúng tôi mong muốn. Anh chị và các bạn là nếu ủng hộ chúng tôi, xin để lại một cái like cho cái video này. Like để lại trái tim cho video này, cũng như chia sẻ và bình luận cho video này để chúng tôi ngày càng là một cái tổ chức làm cái công tác gọi là chia sẻ với quý anh chị và các bạn ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn hãy vững tin hơn, hãy bình tĩnh hơn và hãy suy xét thật là thấu đáo trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định mua bán nào trên thị trường. Thân ái và chào, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.